Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện vật liệu kính cho các đối tượng ngoại cảnh. Để hoàn thiện vật liệu kính các bạn làm như sau. Nhấn F10 lên. Chúng ta sử dụng Active Sharp. Các bạn chọn ở đây. Và chọn Active Sharp Mode. Và đóng đối tượng này lại. Chúng ta bấm Render. Trong khi đang Render, tôi nhấn M trên màn hình. Chúng ta cùng nhau làm vật liệu kính cho đối tượng này. Tôi kéo qua đây. Thu nhỏ này lại. Các bạn kéo một V-Ray MTL ra ngoài. Các bạn chuột phải vào. Đặt tên là kính. Tôi gõ kính. Enter. Các bạn nhấp nút hai lần vào đây để hiển thị hộp phải option bên này. Các bạn tăng phần refresh cao nhất có thể. Ok. Refract tương tự. Các bạn check vào effect shadow để ánh sáng đi xuyên qua kính. Và chúng ta cùng nhau check vào phần sử dụng độ suy giảm của đối tượng phản xạ. Có thể ở đây chúng ta sẽ dùng hệ số phản xạ 2.5 cho đẹp. Enter. Các bạn chọn đối tượng này. Hiển thị nó lên. Bây giờ chúng ta cùng nhau chọn kính. Chúng ta kéo đối tượng này lên, chọn kính và gắn vào phần chúng ta đã chọn. Sau khi gắn vào, đối tượng kính đã cập nhật và phần mềm này đã bắt đầu render lại. Tôi có thể thu nhỏ lại và phóng to này lên. Chúng ta tạm thời tắt đi. Bây giờ tôi muốn render ở vùng kính thôi. Các bạn chuột phải vào đây và chọn Draw Polygon. Tôi sẽ kéo vùng chọn để render mỗi vùng kính thôi đi ngay. Và tôi bỏ tay ra. Đối tượng chúng ta chỉ render ở vùng này thôi. Tôi thấy rằng vật liệu kính của chúng ta đã tương đối ổn định rồi.